Trời thế. Ui, cái quả tính năng đúng của nó. Tôi ấy chỉ có ông này, ngày tận thế của tay vát tới rồi. Xem đây. Đầu tiên là khuyến nghị mọi người là không nên sử dụng cái tính năng này vào lúc mà mọi người ban đêm hoặc là tắt đèn đèn nhá. Đây, đầu tiên để cho nó gọi là kịch tính hơn, mọi người hãy tăng cái độ sáng lên này. Ok chưa? Bây giờ mọi người làm theo mình nhá. Đầu tiên là sử dụng Abido này. Đây, tại vị trí này. Ok. Abido nhá. Đây. Một cái chiêu bay Abido này. Để trong ly. Một chiêu này. Đến Ninh Quang. Ninh Quang này. Rồi đến Guru này. Rồi. Ok, tôi bắn vào tảng đá này thôi. Đợi chơi, đợi chơi, đợi chơi. Lạc có mẹ mày luôn mà. Mở được bản đồ luôn các bạn. Ấy trưởng thật. Ôi, ôi không mở được bản đồ luôn này. Ôi, ôi giật kìa, giật kìa. Dã man. Cái này có khi một là phải đợi nó hết những cái chỗ e này đi. Hai là chúng ta thoát game ra vào lại. Wow, amazing. Ôi, vẫn còn không mà. Chói quá. Ê, người ta gọi là hệ nham hợp lực. Rồi, đi dần rồi, đi dần rồi. Ồ. Làm hàn chưa không?